Xem này. Đó. Nó đã chết hết rồi các bạn. Đây. Nó chết sạch luôn. Bây giờ nếu mà nó bình thường nó còn sống các bạn. Các bạn sờ vô đây là nó sẽ chạy lung tung rồi. Đó, nó chạy vòng 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 rồi. Còn đây các bạn thấy không? Chết đây, chết queo luôn. Chết khô luôn các bạn này. Đó, chết không nhúc nhích luôn. Đấy. À. Nóng quá các bạn. Nó nóng với lại nước rửa chén nó làm nó chết queo luôn. Đây này. Đó. Chết bất đắc kỳ tử luôn. Đấy. Máy của mình nó lấy cái nét nó hơi dở bạn. Đó. Thì đây là cái lá này chết rồi. Mấy cái lá này cũng chết sạch hết. Đây. Cái lá nhỏ này các bạn thấy không? Này. Bám đắc luôn. Đó. Đây này. Nếu như bình thường nó còn sống các bạn đụng vào này nó chạy. Chạy nó tỏa xì ngầu hết. Mà cái này các bạn nhá. Chết queo này. Đó. Các bạn đưa này là chết queo này. Không còn đụng đậy gì nữa. Một xíu nữa là khô queo luôn các bạn. Cái với cái cách xịt này cực kỳ hiệu quả các bạn này. Đây này. Bám chùm chùm. Chết sạch hết luôn. Đó. Chết khô hết. Đó, đây là cái cách mình thấy là rất là hiệu quả. Nó vừa hiệu quả và nó vừa tiết kiệm các bạn. Và cái quan trọng nhất ấy là nó sẽ không độc hại cho môi trường và không độc hại cho cái người mà sử dụng các bạn. Mình xịt á, cái người mình xịt á thì nó thì lúc mình phải xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cùng các bạn cái cây ổi đây này các bạn. Đây cái ổi mình nuôi cũng khá lâu rồi. Thì cây này nó đã thành phẩm các bạn. Và năm nay khả năng mình sẽ đi chơi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn là cái cách để mình trị đẹp sáp trắng các bạn. Nó bám trên cái ổi, đặc biệt cái ổi nó bám rất là nhiều. Và nó hay bám ở dưới tán lá các bạn. Bám ở dưới tán lá. Bám ở dưới tán lá thì nó sẽ làm cho cái lá nó bị đen và nó xoăn cái lá lại. Và nó rất là dơ, cây nó sẽ chậm phát triển cái đọt lại các bạn. Mình bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái nó đậu ở dưới cái lá. Đây, các bạn nhìn tổng thể cây thì bên ngoài thì nó không có gì lạ các bạn. Nhìn lá rất là xanh và đẹp. Nhưng mà khi các bạn đến gần các bạn mới thấy được ở bên dưới nách lá đó. Thì những cái con lệt sáp trắng các bạn nó bám rất là nhiều ở dưới lá ổi. Đặc biệt là cái lá ổi thì cây này con lệt sáp nó rất thích các bạn. Đây này, đây, các bạn thấy đây, đây các bạn, đấy nó bám thành chùm này các bạn. Rồi đây các bạn đây thấy, đây là cái một cái ổ trứng của nó. Và sau khi mà cái ổ trứng nó bám ở đây nó đẻ ra rất nhiều con và nó bám vào nó đẻ ra những cái vầu đen này các bạn. Nó làm cho cái lá cây nó sẽ bị cong và nó hư cái lá. Toàn bộ cái cây ấy, cái ổi thì nó rất đây lá bên này nữa các bạn. Đây, hai lá hai bên. Thì cái ổ này thì nó rất là dễ bị mắc cái bệnh này. Nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy ở dưới tán lá. Còn là bình thường các bạn không để ý thì các bạn thấy cái ổ vẫn phát triển bình thường. Nhưng mà sao cái lá nó cứ cong quá và cái thân nó cứ bị đen xì các bạn. Thì đây là cái bệnh của cây con đẹp sáp. Cái con đẹp sáp này thì nó bám trên rất là nhiều cây đủ rồi. Đậu các cây ăn trái các bạn rất là nhiều. Đó. Thì cái cây của mình này hôm qua mình đã cắt bớt lá đi. Nó cũng bám rất là nhiều các bạn. Thì còn một số cái lá này nó bám còn lại này. Thì mình sẽ tiến hành mình phun cái thuốc. Mình chế các bạn. Thuốc này mình sẽ chế bằng nước rửa chén và nước sôi. Đó, thì cái công dụng của nó mình đã thử rồi. Mà mình xịt thì nó chết hết các bạn. Cả con bộ trĩ cũng chết. Đây mình sẽ quay cái lục vừng cho các bạn xem này. Là sau khi mà cái lá nó bị bám, nó bị ăn, nó cong lá như thế nào. Rồi, đây là cái cây lục vừng các bạn. Đây các bạn có thể thấy này. Đây này cái lục vừng cái lá của nó bị cái con bộ trĩ ăn này các bạn. Các bạn thấy không? Bộ trĩ nó ăn đấy thì cái lá nó sẽ bị cong như vậy. Chích cái lá nó không lớn được. Và đây các bạn thấy cái bộ trĩ đi ăn này. Đó, nó ăn như vậy thì cái lá của mình nó sẽ. Đấy, các bạn thấy không? Đây luôn. Và nó đẻ trứng đặc sệt luôn từ bầy đây luôn. Đó. Đây. Nó đẻ các bạn. Nó đẻ nở con này các bạn thấy không? Đặc luôn. Đấy, đặc quẹo luôn. Con của nó này. Nó nở ở đâu thì nó sẽ hút chích lá non thì cái cây cái ngọn sẽ quăn lại và nó không phát triển nữa. Cái hoa hồng vậy các bạn. Thì những cái cây này đều nó bị rất là nặng. Bây giờ mình sẽ hòa thuốc mình xịt. Thì cái với cách này, đây, mùa hồng của mình các bạn. Hôm bữa hồi hồng mình cũng bị trĩ mà mình xịt. Mình xịt cũng bằng cái công thức đó thì các bạn có thể thấy là cái cây mùa hồng của mình nó phát triển rất là tốt và lá nó không bị xoăn, không bị
quéo lá bạn, không bị đẹp lại, bông nó là suốt luôn. Đây còn cái hồng này là từng vi leo mình cắt để chơi Tết. Còn mấy thằng này thì nó ra sớm các bạn, nó sẽ nở sớm nên mình chưa cắt liền, mấy bữa nữa mình sẽ cắt. Đó các bạn thấy đọt nó là phát triển rất là mạnh. Đấy, cái ổ này cũng bị các bạn, cũng bị chỉ này. Đó, nên mình phải giờ mình sẽ xịt và mình sẽ cho các bạn xem kết quả. Đó, ôi dồi, nó bám đặt. Bây giờ mình sẽ nấu nước sôi này các bạn. Và mình sử dụng một cái chén này này. Đây, mình sẽ sử dụng cái chén này. Mình đang 3 chén nước sôi này với 2 chén nước lạnh. Và mình sẽ dùng một cái ống hút này các bạn. Mình sẽ pha 1 lít nước với lại 6cc của nước Sơn Lai. Đây, đây là nước Sơn Lai các bạn. Mình sẽ pha nước Sơn Lai. À, hút sẽ hút 6cc cái sân nước Sơn Lai này, mình sẽ pha vào 3 chén nước sôi với 2 chén nước lạnh và mình cho vào bình xịt, mình cố đều lên, sẽ xịt, đó, mình sẽ xịt vào những chỗ vị trí nào mà cái con bọ sáp và những con bọ trĩ nó sẽ chết hết các bạn, rồi mình sẽ tiến hành mình pha. Sau khi nước đã sôi các bạn, nước sôi rồi mình sẽ lấy 3 chén nước sôi, mình nói là 3 chén. Mình cho vào cái bình này các bạn. 1 2 3 này tràn ra ngoài cho mình thêm một tí các bạn. Rồi các bạn sẽ cho thêm vào 2 chén nước lạnh. Đủ 1 lít luôn các bạn. Rồi mình sẽ lấy 6cc nước rửa chén. 1 lít nước 3cc này các bạn sẽ nhớ phải cho 6cc nước rửa chén. Rồi, đây 6cc các bạn. Đó, mình sẽ bơm vào đây. Rồi, ok. Sẽ nắp đều lên các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mình xịt. Các bạn xịt thẳng vào cái chỗ mà nó nằm tổ các bạn, nó sẽ chết liền luôn. Rồi chút xíu cái quả mình giờ mình sẽ xịt vào cái cây của vườn các bạn, xịt thẳng vào cái thank you.
Rồi, sau 10 phút mình xịt các bạn thì đây các bạn thấy cái lá cây nó vẫn còn hơi ướt nữa các bạn. Đây còn bọt này. Đấy, lá cây nó còn nước này. Đó. Đây còn nước này. Đó, nước nó còn nhiều. Thì sau đun nước còn rớt các bạn thấy không? Đó, sau 10 phút mình xịt thì mình sẽ kiểm tra kết quả. Đây. Đây là cái lá này các bạn, cái lá này là nhiều nhất này. Sẽ bẻ cái lá này mình sẽ cho các bạn xem. Đây. Đây các bạn. Mình quay gần các bạn xem này. Đó. Nó đã chết hết rồi các bạn. Đây. Nó chết sạch luôn. Bây giờ nếu mà nó bình thường nó còn sống các bạn. Các bạn sờ vô đây là nó sẽ chạy lung tung. Đó, nó chạy vòng vòng vòng. Còn đây các bạn thấy không? Chết đây, chết queo luôn. Chết khô luôn các bạn này. Đó, chết không nhúc nhích luôn. Đấy. À. Nóng quá các bạn. Nó nóng với lại nước ở chén nó làm nó chết queo luôn. Đây này. Đó. Chết bất đắc kỳ tử luôn. Đấy. Máy của mình nó lấy cái nét nó hơi dở các bạn. Đó. Thì đây là cái lá chết. Mấy cái lá này cũng chết sạch hết. Đây. Cái lá nhỏ này các bạn thấy không? Này. Bám đặc luôn. Đó. Đây này. Nếu như bình thường nó còn sống các bạn đụng vào nó chạy. Nó chạy nó toàn xì ngầu hết. Mà cái này các bạn thấy không? Chiếc queo này. Đó. Bạn đưa này là còn chiếc queo này. Không còn đụng đại gì nữa. Xíu là khô queo các bạn. Cái với cái cách xịt này cực kỳ hiệu quả các bạn đây này. Đây này. Bám chùm chùm. Chết sạch hết luôn. Đó. Chết khô hết. Đó, đây là cái cách mình thấy là rất là hiệu quả. Nó vừa hiệu quả và nó vừa tiết kiệm các bạn. Và cái quan trọng nhất là nó sẽ không độc hại cho môi trường và không độc hại cho cái người mà sử dụng các bạn. Mình xịt á, cái người mình xịt á thì nó thì lúc mình phải đeo khẩu trang rồi mình phải bịt kiểu các kiểu các bạn để xử lý để khỏi độc hại đấy. Thì với cái này là mình xịt vô là các bạn thấy không, chết sạch hết luôn. Đó, chết sạch hết. Là mình không phải độc hại cho cái môi trường mà mình sống các bạn. Đó, chết khô hết. Thì đây là cái cách mà mình áp dụng cho cây cảnh bonsai các bạn, hoa hồng các loại cây luôn. Thì nó rất là hữu hiệu. Rồi thì mình qua mình xem cái cây ổi, xem cái chỗ cái nhánh ổi xem nó sao. Đâu rồi, nhánh ổi nãy đâu rồi? Đây các bạn, đây đây những cái lá ổi nãy các bạn. Đây cái nãy nó để mình zoom lại các bạn. Đây, để mình hái cho các bạn xem luôn, nó vướng quá. Đây. Đây mình hái cho các bạn xem thì đó, mình sẽ zoom lên cái lá cái nãy các bạn, lá cái ổi đấy. Thì các bạn có thể thấy là cái màu của nãy là màu trắng các bạn. Bây giờ nó là màu trắng, nó bị nước sôi nó làm chín và nó rửa hết các bạn. Và cái nước của thằng đồ chén nó rửa hết này, các bạn thấy không? Bám vào trong mà chết hết luôn các bạn. Chết khô hết luôn này, đây. Các bạn khều cái nó đi luôn các bạn. Chết luôn. Đấy, rất là hiệu quả luôn. Đối với cái cách xử lý kiểu này thì cây của bạn rất là an toàn và hiệu quả luôn các bạn. Rau mình vẫn áp dụng được nha các bạn. An toàn và hiệu quả và nói chung là siêu tiết kiệm. Đó, mình có áp dụng cho tất cả các cây bonsai kiểu của mình, cả cái mai vàng cũng vậy các bạn. Nó rất là nhiều chỉ nhện đỏ, sâu bọ các loại luôn. Thì mình sẽ xử lý kiểu này thì rất là ok. Rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.